nhóm thanh niên bị sáp lá cà bởi 20 người cùng với đồ chơi tự chế. Ngày 16 tháng 4, mạng xã hội chia sẻ clip một nhóm khoảng 20 người cầm chĩa tự chế đuổi đánh một nhóm thanh niên gây náo loạn đường phố, khiến người dân bức xúc. Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất dữ liệu camera để phục vụ công tác điều tra. Một nạn nhân trong vụ việc trên là anh L, 31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, chia sẻ với Tiền Phong. Hôm xảy ra vụ việc ngày 3 tháng 4, anh đang cùng nhóm bạn khoảng 7 người đi trên đường Lê Thị Lơ, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thì bị một nhóm thanh niên khoảng 8 người đi trên 4 xe máy tấn công. Vì quá hoảng sợ, anh L cùng nhóm bạn đã chạy đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp. Nhóm người này lập tức bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, khi nhóm anh L về đến giao lộ Lý Thường Kiệt, đường song hành quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, thì tiếp tục bị nhóm thanh niên trên cùng khoảng 12 người khác cầm gậy, dài khoảng 3 mét, phần đầu gắn kim loại nhọn, xông vào đánh. Nhóm anh L liền bỏ phương tiện tháo chạy vào một quán karaoke trên đường song hành để trốn. Nhiều người chạy không kịp, bị nhóm truy đuổi đâm chĩa tới tấp. Hình ảnh từ camera an ninh cũng cho thấy nhóm cầm chĩa đâm liên tục vào người của nhóm anh L. Sau khi tấn công, những người này rời đi. Anh L cho biết mình và một người khác bị chĩa đâm vào ngực và đùi. Nạn nhân cũng đã trình báo công an. Tôi không quen biết với nhóm người kia và chưa thể đi làm lại được vì đau khắp người, anh L cho hay. Hiện vụ việc đang được công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Còn bạn thấy sao về sự việc trên? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.